Xin chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người, cô Hằng đây ạ. Mọi người ở đâu rồi? Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề về các danh từ không chia ở dạng số nhiều. Xin chào tất cả mọi người. Hello everyone, it's me. Today we'll continue to learn about the topic that we did yesterday. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề mà hôm trước chúng ta đã học nha. In the previous lesson, we did learn about the singular form of some nouns. Một số dạng danh từ trong tiếng Anh mà không bao giờ chia ở dạng số nhiều. Cô ơi, em chưa biết gì về tiếng Anh, con nên học bắt đầu từ đầu không cô ơi? Đoàn Xuân, em có thể inbox cho cô nhé, để cô có thể tư vấn cho em nhé. Các bạn, nếu mà bạn nào có nhu cầu học tiếng Anh này, đặc biệt là các lớp tiếng Anh online dành cho những người có trình độ khác nhau, đặc biệt là các bạn đang dốt về phần phản xạ này, từ vựng này, ngữ pháp này, dùng tiếng Anh để phục vụ cho công việc rất là kém này, hoặc là tiếng Anh phục vụ cho giao tiếp thông dụng này, các bạn có thể inbox cho cô Hằng. Hiện tại cô Hằng đang có cái lớp online dành cho cái trình độ của các bạn ạ. Các bạn inbox cho cô thì cô sẽ tư vấn cho bạn cụ thể từng người một ạ. Ok, rồi nhá. Nào, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bài liên quan đến phần là 40 danh từ không chia ở dạng số nhiều. Thì in the previous lesson we have the part 1 of this topic. Trong cái phần bài hôm trước thì chúng ta đã có một phần part 1 của chủ đề này rồi. Nếu bạn nào chưa xem, các bạn có thể lên trên kênh YouTube Tiếng Anh của Hằng Bựa. Lên kênh YouTube gõ Tiếng Anh của Hằng Bựa thì nó sẽ ra. Đây là toàn bộ những cái phần mà cô đã livestream và các bạn admin đã để lên trên đấy rồi ạ. Và mọi người có thể hoàn toàn xem lại phần này. Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Trong cái phần 40 danh từ không chia ở dạng số nhiều thì hôm trước, ngoài những từ cô đã nhắc thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với một số từ khác nữa này. Nào, các bạn ơi cùng học với cô nha. Đâu nhỉ? Nhưng mà sao cô chưa nhìn thấy ai mấy nhỉ? Ok. Mọi người ơi, có nhìn thấy cô không ạ? À? Tại sao các bạn nói không thấy đâu? Các bạn ơi, có nhìn thấy cô không ạ? Các bạn mà đang nhìn thấy cô, các bạn hãy say hi hoặc các bạn comment xuống dưới đi nào. Các bạn comment xuống dưới để cô biết là các bạn đang xem ạ. Mọi người đâu rồi? Rồi, ok, các bạn đều đang thấy cô đúng không ạ? Đấy, cô thấy các bạn đều đang nhìn thấy đấy ạ. Nếu mà ai không thấy thì các bạn lên tiếng nhá. Có vấn đề gì các bạn lên tiếng là cô biết nhá. Ok, so now, we will start with the topic today about 40 nouns that are never in the plural forms. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề là 40 danh từ mà không bao giờ chia dạng số nhiều ở phần part 2. Now, so now, let's start. Chúng ta bắt đầu nha các bạn ơi. Ok, so chúng ta sẽ có một số từ như sau này. Đây là cô tiếp tục một từ khác nhé. Hôm trước chúng ta có từ kiến thức là knowledge. Knowledge mang nghĩa là kiến thức, và từ này cũng không chia ở dạng số nhiều. Các bạn ghi nhớ cho cô nhé. Từ này là từ không chia ở dạng số nhiều, không bằng là knowledge, đọc là knowledge. Các bạn đọc là knowledge cho cô nhé. Có nghĩa là khi các bạn nói từ này ạ, thì miệng của chúng ta sẽ là knowledge, đúng không ạ? Ok, so this word has the ending sound. Trong từ này chúng ta có một cái ending sound G. Đó, tức là cái âm cuối từ của chúng ta sẽ đẩy mồm ra một chút này. G, knowledge, knowledge, knowledge. Ví dụ mình có thể nói là I am acquiring a lot of knowledge about banking and finance. Câu này chúng ta sẽ dịch như thế nào ạ? Now, could you please help me translating this? Các bạn cố gắng giúp cô để dịch cái phần này xem nào. Could you please help me translating this sentence? I am acquiring a lot of knowledge. I am acquiring a lot of knowledge about banking and finance. I am acquiring a lot of knowledge about banking and finance. Tôi đang acquiring. Cụm từ acquiring mà nghĩa là tích lũy, đúng không ạ? Động từ acquire. Acquire nó giống như là từ get đó các bạn ơi. Giống như là tích lũy cái gì đấy nhá.
Học với cô Hằng là phần các bạn sẽ được mở rộng về phần vocabulary rất là tốt đã, nên mọi người chịu khó học nhé. Acquire or get. Acquire or get. Từ này mang nghĩa là I am acquiring a lot of knowledge about banking and finance. I am acquiring a lot of knowledge about banking and finance. Mang nghĩa là tôi đang tích lũy cái gì đấy ạ? About banking and finance. Nào mời các bạn cùng comment cho cô một số từ ở đây nhé. The first word here, I have knowledge. And the second word, we have acquire or get. Trong đây chúng ta sẽ có một số từ như là, đầu tiên là từ knowledge, mang nghĩa là kiến thức, đúng không ạ? Kiến thức. Tiếp tục chúng ta có từ là từ acquire. Acquire, okay? Now, acquire, một bạn hỏi cô là nên mua sách nào để luyện tập ngữ pháp? Các bạn có thể xem cuốn là giải thích ngữ pháp của Trần Mạnh Tường, nó rất là dày ạ. Cuốn giải thích ngữ pháp của Trần Mạnh Tường nhé các bạn nhé. Nào, chúng ta học với cô tiếp này. I am acquiring a lot of knowledge about banking and finance. Và đây chúng ta có động từ là động từ acquire. Động từ acquire bằng với động từ get. Có nghĩa là chúng ta tích lũy cái gì đấy, chúng ta lấy cái gì đấy, đúng không ạ? Vậy trong câu này các bạn sẽ dịch như thế nào ạ? Nào, cô mời các bạn cùng dịch với cô nhé, các cao thủ được rồi. Now, knowledge, đúng rồi, ok, cô thấy các bạn đúng rồi đây. I'm acquiring a lot of knowledge about banking and finance. Cụm từ banking and finance mang nghĩa là kiến thức về tài chính và ngân hàng, đúng không ạ? Kiến thức về tài chính và ngân hàng, đúng không? Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ dịch câu này là I am acquiring, tôi đang tích lũy rất nhiều kiến thức về tài chính và ngân hàng. Cô đọc lại một lần cuối nhé, chúng ta sẽ có câu I am acquiring a lot of knowledge about banking and finance. Tôi đang tích lũy rất nhiều kiến thức về tài chính và ngân hàng. Ok, được chưa các bạn ơi? Nào, let's move on. Tiếp tục nhé các bạn nhé. Điều tiếp theo của chúng ta đó là từ employment. Từ này mang nghĩa là công việc đó. Employment. Cái này là công việc. Công ăn việc làm. Được chưa? Và chúng ta tiếp tục có từ thứ ba là từ ngược nghĩa với từ này là từ unemployment. Là thất nghiệp. Thất nghiệp. Thất nghiệp. Employment và unemployment. Employment and unemployment mang nghĩa là thất nghiệp. Từ về hai từ này thì nó có khác nhau cái đầu, đúng không ạ? Đầu từ ạ. Từ đầu tiên thì chúng ta có từ employment. Nhưng tiếp theo chúng ta thêm một tiền tố là tiền tố un, thì tự nhiên cái từ này nó sẽ ngược nghĩa lại. Employment mang nghĩa là công ăn việc làm, tình trạng có công ăn việc làm. Và cái từ unemployment mang nghĩa là cái việc thất nghiệp, đúng không ạ? Và chúng ta rất hay có từ là unemployment rate. Unemployment rate là tỷ lệ thất nghiệp. Nào, câu này các bạn cùng với chị cô nhé. Tỷ lệ thất nghiệp cao đang là vấn đề lớn với các nước đang phát triển. Các bạn sẽ dịch câu này như thế nào ạ? Tỷ lệ thất nghiệp cao đang là vấn đề lớn các nước đang phát triển. Ok, nào các bạn cùng nhìn với cô nhé. Từ này của chúng ta như sau này. Tỷ lệ thất nghiệp cao đang là vấn đề lớn với các nước đang phát triển ạ. Các nước đang phát triển nhé các bạn nhớ nhé. Chúng ta có cụm như thế này, các bạn sẽ dịch như thế nào các bạn ơi. Now I have the word employment and unemployment. And I also have the noun phrase unemployment rate. Cô có hai từ là từ employment mang nghĩa là công ăn việc làm. Và từ thứ ba là từ unemployment mang nghĩa là thất nghiệp. Và chúng ta có từ là từ rate. Từ rate, ở đây mang nghĩa là tỷ lệ, đúng không ạ? Các bạn đều biết từ này rồi, đúng không? Nếu ai chưa biết, các bạn có thể update luôn vào cái quỹ từ vựng của mình nhé. Từ này của chúng ta có từ là từ rate, mang nghĩa là tỷ lệ. Vậy cả từ sẽ là unemployment rate. Unemployment rate, mang nghĩa là tỷ lệ thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp. Ok chưa? Được chưa mọi người ơi? Ok nào các bạn ơi. Vậy câu này của chúng ta sẽ dịch sang tiếng Anh như thế nào ạ? Now, please help me deal with the translation. Tỷ lệ thất nghiệp cao đang là vấn đề lớn với các nước đang phát triển. Ở đây tôi có một từ là từ developing country. Developing countries ở đây mang nghĩa là nước đang phát triển, đúng không ạ? Các bạn biết rồi. Vấn đề lớn chúng ta sử dụng là big issues. Hoặc là problems, điều em nhé. Issue hay problems đều giống nhau. Issue hay là problems, hai từ này được gọi là synonym của nhau ạ. Synonym mang nghĩa là các vấn đề lớn. Rồi nào, vậy bây giờ cô bắt đầu check comment của các bạn nhé. Ở đây các bạn có một số từ như sau này.
High unemployment rate is a huge problem in developing countries. Ok, các bạn không sử dụng từ big, các bạn có thể sử dụng từ huge, hoặc là từ major, hoặc là từ enormous. To, lớn. Đúng không? Đây là những từ thể hiện là điều to, lớn, rất là lớn, rất là trọng đại, hệ trọng, đúng không ạ? Chúng ta có từ là từ huge, to major, to enormous. Ok, các bạn chịu khó comment xuống dưới cho cô nha. Đừng quên một lần comment là một lần nhớ nha. Nhiều người lười viết cái là biết liền. Chịu khó comment cho cô nào. Leave comment below. I have some word here like huge, huge. Từ này không đọc là huge nha, đọc là huge. Huge. Đó. Tiếp tục chúng ta có từ major. Major. Tôi đọc là major vì lý do nó không đọc là giờ mà đọc là jer, đúng không? Major. 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 Tiếp tục enormous. 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 Được chưa? Đây là cô đọc rõ ràng ba từ để cho bạn cùng học với cô nhé. Nào, từ này mang nghĩa là to lớn. Các bạn thích dùng một trong ba từ đều ok nhé. One out of three words here. You can use any word here. Các bạn cần dùng cái gì, các bạn có thể chọn một trong ba từ này, đúng không? One of three words. The first one is huge. Từ đầu tiên là huge. Thứ hai là từ major. Tôi đọc là major nha, nhắc lại một lần nữa vì từ này âm jiều chúng ta bật khá là mạnh. Major. Từ tiếp theo là từ enormous. Enormous. Được chưa? Nào, comment được chưa? Rồi nha, chịu khó là comment lại nha, đừng có lười nha. Rồi, vậy bây giờ là tỷ lệ thất nghiệp cao đang là vấn đề lớn với các nước đang phát triển, đúng không ạ? Vậy đây các bạn sẽ dùng như thế nào đấy ạ? High chứ không phải có từ high, vì đây là cao, đúng không ạ? Chúng ta cần có tính từ. Hoàng Anh Đinh Thiếu này. High unemployment rate is a big problem or is a huge problem for developing countries. Đúng không ạ? Nhớ cho cô là countries là số nhiều nhá. Rồi, unemployment rate is a serious problem. Cũng được. Serious problem. The high unemployment rate are a big là không có đúng ạ. Vì nó danh từ, nó dùng là rate rồi. Các bạn chỉ dùng to be is thôi. Tiếp tục bách này. The high unemployment rate is a big issue of developing country. Ok, good. High unemployment rate is a big problem in developing countries. Ok. Rồi, rất hay rồi. Các bạn khác đâu ạ? Unemployment high rate. Câu này không đúng ạ. Khi mà chúng ta muốn sử dụng cái gì thấp thì các bạn phải đưa cái từ thấp đằng trước cả cụm unemployment rate. Đúng không ạ? Danh từ chính luôn luôn để đằng sau cơ mà. Ok chưa? Vậy cô nhắc lại nha. Các bạn đã xử lý khá đủ rồi đấy ạ. Cô nhắc này. Chúng ta sẽ sử dụng như sau. High unemployment. Không cần tơ đâu các bạn ơi. Lần đầu tiên chúng ta nói không cần tơ. High unemployment rate is currently a major issue in developing countries. Developing countries. Now, high unemployment rate is currently a major issue in developing countries. Được chưa? High unemployment rate is currently a major issue in developing countries. Được chưa? Ờ, vậy câu này cũng khá là dễ với các bạn đúng không ạ? Nếu mà ai cần những cái phần này các bạn chịu khó xem lại cho cô và comment lại cho cô nha. Nào, nhanh tay nhanh mắt chịu khó là một lần viết là một lần nhớ nhé. Cô nhắc lại cả câu của mình như sau này. High unemployment rate is currently, thực tế cái từ currently mang nghĩa là đang là cái gì đấy đúng không ạ? Is currently a major issue. Is currently a major issue in developing countries. Là ở các nước đang phát triển, và các bạn ghi nhớ cho cô từ countries này phải chia số nhiều, chúng ta không có một nước đang phát triển đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều nước đang phát triển nên các bạn phải chịu khó chứ, phải chịu SC và đi chỗ này. Được chưa mọi người? Rồi nhắc lại một lần cuối nhé. High unemployment rate is currently a major issue in developing countries. Xong chưa? Rồi tiếp theo nào, từ số 4 của chúng ta nhé. Các bạn ơi, tiếp tục để cô move on nhé. Chúng ta có từ là từ furniture. Furniture ở đây mang nghĩa là đồ đạc trong gia đình hoặc là nội thất đó, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng từ là từ furniture. Mỗi lần mà cô livestream các bạn muốn nhận được thông báo của cô thì chịu khó phải nhấn vào cái nút follow cô Hằng và để chế độ xem trước nha. Rồi, còn những ai mà đang hỏi lớp của cô thì các bạn, cô đã thấy là có các bạn đang gửi inbox cho cô rồi đấy ạ. Các bạn cứ inbox cho cô để tạo lớp, cô có thể tư vấn cho các bạn các lớp online của cô Hằng. Đặc biệt là bạn nào mà đang du học này, đang sinh sống làm việc tại nước ngoài thì các bạn sẽ học các lớp online của cô này, phục vụ cho các bạn về luyện phần phát âm giao tiếp này, phản xạ và từ vựng. Nào, tiếp tục chúng ta có từ là từ furniture. Ở đây mang nghĩa là đồ đạc trong gia đình, nội thất của mình ạ. Được chưa? Nhắc lại một lần nữa, chúng ta có từ là từ furniture. Mang nghĩa là đồ đạc trong gia đình hoặc là nội thất.
Rồi, tiếp tục nhé. Câu này của chúng ta như sau này. Nào, hôm nay anh ấy mới mua một đồ nội thất mới, chúng ta sẽ dùng như thế nào trong câu này đây ạ? Hôm nay anh ấy mới mua một đồ nội thất mới ạ, các bạn sẽ sử dụng như thế nào? Câu này các bạn nên sử dụng thì gì cho hợp lý ạ? Mời tất cả mọi người. Hôm nay anh ấy mới mua một đồ nội thất mới. Hôm nay anh ấy mới mua một đồ nội thất mới. Nào, chúng ta có từ furniture mang nghĩa là đồ nội thất đúng không? Vậy bây giờ tôi nói là mới mua một đồ nội thất mới, tức là đây cô đang muốn sử dụng cái danh từ ở đây ạ. Hôm nay anh ấy mới mua một đồ nội thất mới. Cô đang đọc comment của bạn đây. Đấy, các bạn nói là today he bought a new furniture. Thì thực tế trong từ ấy, nó là danh từ không đếm được, chúng ta sẽ không được sử dụng từ a. Các bạn ghi nhớ cho cô nhé, chúng ta không nói là a furniture. Hôm nay mới mua thì không thể nói được tương lai được nhé. Thông thường cái này các bạn sử dụng một từ một thì hay nhất là thì hiện tại hoàn thành ạ. Thì hiện tại hoàn thành. Thì hiện tại hoàn thành là một thì thể hiện một điều gì ạ? Diễn ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại, à, trong quá khứ rồi và kéo dài hiện tại, hoặc là đã kết thúc rồi mà kết quả của nó còn liên quan đến hiện tại, đúng không ạ? Vậy các bạn sẽ nhớ cho cô là như vậy nha, dùng hiện tại hoàn thành là đúng nhất nha. Ok, đấy, cô thấy như bạn Nga này, Đoàn Xuân này, đấy, các bạn làm như thế là ổn rồi đấy. Nhớ là he thì phải là has just nha. Nhiều người và comment rất là lâu mà vẫn sai thôi. He là chủ ngữ số ít thì các bạn phải chia động từ dạng has. Now, today he has just bought a new piece of furniture. Cụm từ a piece of furniture mà nghĩa là một đồ nội thất mới. Đấy, muốn dùng số từ dùng từ này nha. Rất nhiều người làm sai đúng không ạ? Vì cô thấy là các bạn đều dùng thẳng là a furniture là không có đúng. Vì cô nhắc lại furniture nên là danh từ gần như là danh từ không 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 phải là loại danh từ đếm được. Thì các bạn không sử dụng danh cái loại từ như là a and the mạo từ đằng trước nó như thế. Bạn sử dụng là a piece of. A piece of. Today he has just bought a new piece of furniture. Today he has just bought a new piece of furniture. Được chưa? Rồi cô nhắc lại một lần nữa nha. Today he has just bought a new piece of furniture. Vậy chúng ta có từ a piece of furniture. A piece of furniture mang nghĩa là một đồ nội thất. Nếu bây giờ mình muốn nói là nhiều đồ thì chắc chắn sẽ là pieces of. Pieces of furniture mang nghĩa là đồ nội thất. Số nhiều. Thế thì bây giờ nhà tôi có rất nhiều đồ nội thất đẹp đúng không? My family has a lot of beautiful pieces of furniture. My family has a lot of pieces or furniture, or my family has a lot of beautiful pieces of furniture. Được chưa? Rồi, các bạn cùng comment lại cho cô nha. Từ đây chúng ta có từ là a piece of furniture. A piece of, mang nghĩa là một miếng, đúng không? Nhưng không ai gì cái trong này là một miếng nội thất cả. Nên là một đồ nội thất. Nên là mạo từ quantity word của nó là như vậy. Được chưa mọi người ơi? Nào, tiếp tục nha, chúng ta tiếp tục nha. Từ tiếp theo ạ. Đó là từ homework. Cái từ này cô nhớ là cô cũng đã mention rồi, vẫn nhắc lại. Homework là bài tập về nhà. Thì nó sẽ có một từ cũng dạng dạng như vậy, đó là từ housework, là việc nhà. Chúng ta cũng không sử dụng ở dạng số nhiều nha. Đây là một cái lỗi mà hầu như cô thấy nhiều bạn vẫn quen quen á. Các bạn muốn nói là tôi có rất nhiều bài tập về nhà, nên là I have a lot of homeworks, là không có đúng. Các bạn muốn nói bài tập về nhà, các bạn có thể sử dụng từ exercise. Exercises, ở đây mới là bài tập. Cái bài tập của chúng ta là exercises. Exercises. Được chưa? Các bạn comment xong chưa? Nhắc lại một lần nữa nhé, chúng ta có hai từ, đó là từ housework và từ homework.
Homework chứ không đọc là homework nha, đọc là homework. Homework là bài tập về nhà này, còn housework là việc nhà. Thông thường chúng ta sẽ thấy hai từ này không có chữ s gì ở cuối vì nó không để ở dạng số nhiều. Đây là hai từ không để ở dạng số nhiều các bạn nhé. Nếu các bạn muốn để dạng số nhiều, bạn nên sử dụng từ exercises. Ví dụ như là my teachers gave me a lot of exercises, là giáo viên của tôi. My teacher gave me a lot of exercises. Hoặc là homework. Đấy, cái từ a lot này các bạn biết là dùng cả với danh từ đếm được, gọi là countable noun and uncountable noun. Vậy trong trường hợp này các bạn nhớ cho cô là không sử dụng là my teacher gave me a lot of homeworks, mà homework ở đây không có chữ s gì nha. Các bạn ghi nhớ cho cô như vậy nha, không dùng chữ s gì ở trong trường hợp này ạ. My teacher gave me a lot of homework. Được chưa mọi người? Nào, tiếp tục nha. Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ có một số từ nữa này, đó là từ information, thông tin. Information, thông tin cũng không chia ở dạng số nhiều, cái không hề có informations, đúng không ạ? À, từ của chúng ta đó là từ information. Information mang nghĩa là thông tin, điều gì đấy, thông tin. Information, information. À, các bạn ghi nhớ cho cô chọn âm dương từ thứ ba nhé. Information, information, information. Được chưa ạ? Rồi, từ này mang nghĩa là thông tin và từ này không chia ở số nhiều. Tiếp tục nha, các bạn ơi, comment lại đi ạ. Information, đừng có viết sai nha, vì nhiều người khi mà viết nó vẫn còn thiếu chữ m đó. Rồi, tiếp tục các bạn ơi, từ tiếp theo của chúng ta là từ money. Money không đếm được, cái này là tiền tệ, tiền, đúng không ạ? Tuy nhiên các bạn nhớ nhá, ví dụ là dollar, vẫn có s gì, pounds. Pounds, dollars, đúng không ạ? Rồi euros. Euros, đấy, tất cả những từ này thì đều có SE vì lý do cái này đếm được. À, riêng money không đếm được. Money không đếm được, nhưng mà dollars, pounds, euros thì đều đếm được nha các bạn nhé. Đó, đặc biệt là Việt Nam đồng chúng ta đếm được đó. Vậy nhớ này, những cái đơn vị như kiểu là pounds này, dollars, pounds là bảng Anh này, euro là euro đúng không ạ? Đấy, còn dollars ở đây mang nghĩa là đô la. Được chưa mọi người? Thì toàn bộ những phần này thì là những cái phần mà đếm được. Còn riêng từ money của chúng ta thì không đếm được. Được chưa? Rồi nha, tiếp tục vậy chúng ta sẽ có từ tiếp theo này. Từ theo của chúng ta là từ advertising. Advertising ở đây mang nghĩa là hoạt động quảng cáo. Hoạt động quảng cáo là advertising. Advertising. Hoạt động quảng cáo ạ, các bạn sử dụng là advertising và cũng không có s gì ở đây. Được chưa ạ? Các bạn nhớ nha, đuôi của chúng ta là đuôi ing. Okay. Rồi, có một bạn vừa đặt một câu rất là hay, đó là money is not all. Money is not all. Is not all. But everything, ví dụ như thế đúng không ạ? Money is not all but everything. Câu này thì nghe nó hơi hư chút nhưng mà nó rất là mộ dung phục đúng không các bạn? Lý do là như thế này, chúng ta có câu là money không phải là tất cả, tiền không phải là tất cả nhưng mà nó lại là mọi thứ, đúng không ạ? Vậy money is not all, vậy ở đây cho các bạn hiểu là cái từ money này không đếm được, mặc dù nó có nhiều mấy á thì các bạn sẽ thấy chỗ này không đếm được. Và chủ ngữ nó không đếm được thì động từ nó phải là is, đúng không? Money is not all but everything, đây là một câu ví dụ của cô Hằng nhé. Money is not all but everything. Được chưa mọi người? Ok rồi, có nhắc lại ở dưới tiếp tục này, chúng ta có từ số 8, chúng ta có từ là từ advertising, ở đây là hoạt động quảng cáo. Hoạt động quảng cáo. Advertising đúng không ạ? Ví dụ nhá, advertising is very costly. Câu này dịch như thế nào ạ? Advertising is very costly. Advertising is very costly. Ok, so how can you translate this into Vietnamese? Các bạn cùng comment lại câu này cho cô bằng tiếng Việt xem nào. Advertising is very costly. Vậy câu này sẽ dịch là gì?
Nào mời các bạn ạ. Ok, hoạt động tôi quảng cáo rất là tốn kém đúng không ạ? Vậy các bạn đến cho cô là advertising, cô đang để ở dạng số ít nên chỗ này chúng ta phải dùng cái is đúng chưa? Quảng cáo rất là tốn kém. Rồi, ok, rồi tiếp tục nha. Chúng ta sẽ đến từ tiếp theo của chúng ta là từ environment. Environment, cái này là môi trường. Đó. Environment là môi trường ạ, được chưa? Các bạn nhớ cho cô đuôi này của chúng ta có chữ r mình nha, không đọc là r mình nha. Nhiều người khi các bạn đọc là r mình nên là khi các bạn viết là các bạn thiếu chữ n, các bạn cẩn thận cho cô ạ. Từ này của chúng ta là từ environment, environment môi trường, environment môi trường. Environment, được chưa? Rồi, ok, các bạn comment lại được chưa? Number 9, we have the word environment. Thế nên không đọc là environment, đọc là environment nha. Environment, environment, ok. Nhớ cho cô chọn âm thứ hai nhé, bạn học là environment, đọc là environment. Environment, environment. Tiếp tục từ số 10, chúng ta có từ là stationary. Stationary ở đây là văn phòng phẩm ạ. Ai chưa biết từ này thì các bạn có thể tự relate được là bình thường chúng ta mà sử dụng cái bút hoặc là cái hộp bút ấy, thì thông thường trên 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 vỏ của nó thường có một chữ là từ stationary thì đó chính là cái từ văn phòng phẩm đấy ạ. Để cho mọi người ơi, các bạn nhìn cho cô nhá, từ này là từ stationary, để cho có chữ e nha, không phải là chữ a nha, nhìn thì tưởng là a nhưng mà khi đọc là ne nha. Stationary, 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 văn phòng phẩm. Đây cũng là một từ mà các bạn thấy là không chia ở dạng số nhiều nha. Cùng comment lại nào. Đây là từ stationary, đúng không? Ví dụ nhé, trong từ chúng ta sẽ có là we have to request new stationery every month. 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 Là chúng tôi phải request. Request ở đây là yêu cầu ạ, đúng không ạ? Yêu cầu tức là bây giờ ví dụ trong công ty của mình mà muốn sử dụng stationery thì các bạn phải báo lên lên một cái gọi là bộ phận, ví dụ như là bộ phận về admin chẳng hạn, đúng không ạ? Bộ phận quản lý văn phòng đấy thì người ta sẽ cung cấp thêm cho các bạn về giấy bút, đồ in, mực in đấy, kẹp giấy. Gọi là stationary, rất nhiều người biết sai nha. Vì lý do chúng ta không phải là nari, âm này là chữ ne này. Thấy chưa? Stationary, đây là văn phòng phẩm. Stationary, ok chưa? Đúng rồi, every year we need to buy some necessary stationary. Đúng rồi. Every year we need to buy new necessary, some new necessary stationary. Thấy chưa? Every year we need to use some necessary stationery. Every year we need to use some necessary stationery. Every year we need to use some necessary stationery. Được chưa mọi người? Rồi nha. Nào tiếp tục ạ, chúng ta sẽ có từ tiếp theo đó là từ health, sức khỏe. Sức khỏe từ này không chia ở số nhiều mà từ wealth ở đây mang nghĩa là giàu có, là sự giàu có. Cũng không chia ở dạng số nhiều ạ. Hai từ này là na ná nhau, rất nhiều người hay nhầm ạ. Chịu khó nốt lại cho cô nha. Take a note and bear it in your mind. Bear in your mind. Bear in your mind. Từ này cô hay nói nghĩa là hãy ghi nhớ trong đầu. Đó. Health and wealth.
and bear in your mind that they are too similar but different. Hai từ này khá nhìn tương đồng nhưng mà lại khác nhau nhé. Khác nhau cái từ đầu tiên là nghĩa của nó khác hẳn ạ. Sức khỏe là health và cái từ wealth này bằng nghĩa với từ richness, đúng không ạ? Richness, richness, sự giàu có. Richness. You have to bear in your mind all the vocabulary we learned today. Các bạn nên cố gắng là ghi nhớ trong đầu mình những từ vựng mà chúng ta học ngày hôm nay. Đấy sẽ là câu mà cô hay nói với các bạn. Rồi nha, đây là những câu mà các bạn nên biết vì thông thường khi mà chúng ta nói với nhau những câu này cũng rất là hay đấy ạ. Bear in your mind that I always love you. Em phải luôn luôn ghi nhớ rằng, đúng không ạ? Bear in your mind that I always love you. Luôn luôn ghi nhớ rằng là anh rất yêu em. Đấy, kiểu như vậy. Đấy chưa ạ? Ok, rồi nhá, ngày hôm nay thì cô Hoàng vừa mới gửi cho các bạn phần thứ hai của phần 40 danh từ chúng ta không bao giờ chia giảm số nhiều. Các bạn cùng học với cô nha. Nếu ai cần câu hỏi gì về các lớp học của cô Hoàng hoặc là các bạn cần tư vấn các lớp học về trình độ, các bạn cứ inbox cho cô ạ. Ok, so that's all for today. Bye bye and see you. Chào tất cả mọi người. Bye bye.